đến thời điểm bây giờ, sau khoảng tầm đôi 3 năm thi đấu trường kỳ tại môi trường PUBG tại Việt Nam, mà họ vẫn giữ nguyên như này vẫn sẽ là một bài toán rất khó. Còn ở đây, Vinh Siêu một tình huống xấy tốt, đắp ảo được với chiều LOP, nhưng mà cuối cùng cũng đã là chuẩn xác rồi. Và liệu Vinh Siêu có thể đổi được thêm ai hay không đây? Những quả đồ liên tiếp được ném lên khu vực tầng 2, nhưng Vinh Siêu đã chọn được cho mình một vị trí rất an toàn. Đây là một người góc một đường lên, và nào Vinh Siêu tay cầm bom đồ. Và hết rồi. Thả mình sai và ngay lập tức phải trả giá. Không có cơ hội nào để cứu lại Vinh Siêu, cho dù là Thành Nhân cũng đã xuất hiện ở đây. Thành Nhân một viên đạn vào đầu, nhưng đáng tiếc quả nết lại không chính xác, và sau cùng thì lại bắt lại bởi Thống Lề. Những quả lửa rồi thì nó chỉ cháy được một phần của cái khu vực tầng thượng thôi, nó không bao phủ được hoàn toàn bên phía đội hình của Pleiku. Dezio knock out được mình, nhưng như vậy thì vẫn chưa đủ. Họ cần phải bắt thêm YSOEZ, người đang yếu máu nhất bên phía đội Pleiku nữa. Thống Lê sẽ là key player trong pha này. Đối phương ném đồ, lộ vị trí, bắt buộc phải chui vào nhà. Quả flash quá trắng, và Dezio không bỏ lỡ cơ hội đó. Đã dí theo đối phương vào nhà, không thể chạy được đến từ vị trí FF. Và Pleiku một đấu một với Giáp Siếc Esports, tổn thất đến từ bên phía đội của Giáp Siếc là tương đương với đối phương, vì đồng chí Esports đang kéo vào. Yuli mở cánh chạy đường quá trống, và Dezio tự dưng có thêm một mạng nữa. Nhưng ôi không rồi, nó lại là pha KS hàng đến từ YSOEZ. Thế nên cái cơ hội để họ cạnh tranh top 7 nó vẫn đang là còn, thậm chí là sáng, nhưng mà số trận đấu ra vẫn còn là nhiều. Nhưng cho diễn biến khác thì Hải Saki vừa rồi đã bị gạt giò. Tuy nhiên thì sau cùng cũng là những cái nền dành cho đội hình của team Server Esports để kết liễu đi các viên bên phía đất H2. 3 điểm kill đã có dành cho Server Esports rồi. Một diễn biến khác thì Hika mới bắt lại với Kenvi. Đồng chí Esports cũng đang một trận thi đấu mà họ đang chu du khắp mọi nơi, và để rồi có được thêm những điểm kill quan trọng. Nhưng Nick Jayskirt lại bắt được vị trí ở QT, một pha chuyển nhà không cần thiết đến từ QG. Còn lại một đội đặt Blue cũng như Kenvi, liệu dưới kinh nghiệm của họ có thể giành chiến thắng hay không đây? Vẫn còn đang có rất nhiều thứ bên phía đội hình Runnow cần phải lo lắng. Họ chỉ có 2 thành viên thôi trong pha giao tranh với bên phía đội hình của Phoenix of War. Những thành viên đến từ đồng chí vẫn đang cố gắng sinh tồn, mất hơi nhiều thời gian một chút để có thể nấp vào được vị trí của Kenvi. First kill, đồng chí Esports còn một người. Và đạt lưu quá cô độc ở trong pha xử lý này, nhưng anh ta vẫn đang thử quả nết knock vào được Expo thành công, kéo nhân sự đến từ bên phía đội hình Runnow xuống còn số 1, và người dứt điểm là Phoenix of War, top 14 dành cho bên phía đội hình Runnow. Trong khi đó là Sabrina Esports cũng đang tiếp cận với GLS vừa bị knock out. Sẵn thượng trước đó đến từ bên phía đội của Dark 16, Minh Dương Tiểu Bảo. Và Himan liệu có ăn được miếng nào ở trong pha này hay không đây? Đức Mỹ đã bị firm ra outside play zone, headshot quá dính đến từ Himan. Quẩy Sama đã nằm. Nhưng nên nhớ rằng bên phía đội Sabre Esports cũng không có Hải Saki ở trong pha này. Họ cũng chỉ có 3 người thôi. Giao tranh song phẳng bên phía đội GLS sẽ cần có rất nhớ sự chuẩn chỉ trong những tình huống giao tranh. Và Himat thì đang cô độc, anh ta phải lùi về khi nhận ra mình có thể gặp nguy hiểm. Top 13 dành cho đồng chí Esports là điều tất yếu phải có khi đạt lưu trước đó đã cô độc, và Phoenix of War là người hưởng cả. Sanity đã dừng xe, sát thương vẫn được gây, đó là màu đỏ của Sabrina Esports. Về Himat, người tách đoàn vẫn đang nấp vào được vị trí của Sanity. Cơ hội quá lớn để TE có thể xuất hiện bên phía đội Blue Lotus trong pha này. Nhưng thấy thì là trượt đến từ Tam Thất, đối phương đẩy tới gần, máu tụt rất nhiều. Đức Hiếu đã chám vào chỗ người đồng đội mình. Tam Thất chỉ việc lo người cuối cùng thôi. Văn Nghị đã bị firm. Máu đến từ vị trí Sanity thì ngày một trừ thấp. Jet khó lòng có thể chạy được trong pha này, và nếu như bên phía đội Sabrina Esports bắn gục Jet thì mọi thứ sẽ chấm dứt về Blue Lotus ở tại map thi đấu Tiago. Sanity đã bị firm, và chính thức sự cô độc là của Jet. Anh ta phải ôm trọn lấy nỗi cô đơn này. Chí Duy trong một diễn biến khác thì đã bắt được Quẩy Sama đến từ bên phía đội GLS. Jet chạy về hướng của Dark 16, Vinh Dương Tiểu Báo bắt được một người đang nằm, đó là Bin Nè. Không phải là free kill dành cho Jet khi mà bên phía đội của Phoenix of War đã cướp đi cái mạng đó. Top 12 dành cho Blue Lotus. Và anh cũng xem khả năng co dành ở Newhouse sẽ là như thế nào đây. Hoàng Nam bắt đầu di chuyển, nhưng mà T76 sấy cảm giác như là chưa quá đầm. Nhưng Ziu thì đã không thể vượt qua được họng súng của Long Ca. Một bài toán khó cho các viên bên phía GOS, nhưng họ đã tìm được cho mình một cái hõm đủ ổn để hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng muốn làm gì thì cần phải làm thật nhanh. Thì tôi nghĩ đây cũng sẽ là cái chốc point tiếp theo mà Nihoy Sport họ sẽ lựa chọn. Họ cũng đội tuyển cần phải đi bo, và họ biết rằng mình có lợi thế trước GOS thì họ sẽ lao vào luôn thôi. Ziu đã được cứu và chủ động lên xe đi luôn. Nhưng liệu đi nổi không đây, thì Chí Duy bắt đầu đuổi, và Ziu một lần nữa lại bị knock out. Lần này thì không ai cứu nổi Ziu rồi. Điểm kill sẽ dành cho đó là Phoenix of War chứ không phải là Newhouse. Rất đáng tiếc mới bị KS bởi đội tuyển ở góc 6 giờ. Và bây giờ đang muốn trả thù đến từ Chí Duy. Và những phát đạn tạp là chuẩn xác rồi. Mini 14 là quá đầm trong tay của Chí Duy. Cái góc của họ mới là góc khó, vì góc của họ đang bị quay bởi cả GDL Esports cũng như cả Newhouse. Nhưng đối không hề mềm tay một chút nào dành cho các bên phía Server Esports. Nhưng Himat lại lên tiếng để knock out được Chí Duy. Và giờ thì cơ hội cho xét để di chuyển lá đây chứ đâu. Nhưng Tài Con thì chạy đâu cho khỏi nắng đây khi đang bị một quay 2. Và tôi không nghĩ rằng là Tài Con có thể lùi về được trong tình huống này.
vẫn còn đang có một chút những cơ hội để cho bên phía đội hình của Neo Esports có thể phần kháng, nhưng vừa rồi Jun đã bị knock out. Himat hết đạn và tạm thời cho bên phía đội hình Neo một chút những cơ hội, đã đủ thời gian để họ nằm xuống rồi. Knock vào được một người lật dây 1706. Tài con đã gục Spirit Esports, chỉ còn lại cho mình hai người có thể giao tranh trong pha này thôi. Solo G firm được kill đây là Chí Duy. Tài con hạ gục đi chính bản thân mình khi mà chiếc xe đã phát nổ. Và bây giờ thì Genius Esports cũng đang gặp khó, đã 16 Minh Dương Tiểu Bảo cũng như vậy, có quá nhiều tình huống giao tranh chéo và thậm chí là Unicorn Cyber Esports cũng đang gây áp lực bên phía đội hình Empire. Rồi gì nấp vào được Hoàng F top 11 thì chiều Esports sát thương đến từ DXB. Có ban rất hỗn loạn nhưng chúng ta nhìn thấy rằng quá nhiều đội tuyển họ đang lũ lượt nằm xuống. Còn đối với cả Genius Esports, ui một quả nét, trời ạ, tại sao ở cái gầm xe đó lại có một quả nét đến từ phía Solo G vậy? Còn đối với Himat cũng đang phải chảy nét đến từ phía Long Ca. Một pha nét kẹp đạn là rất đau. Và giờ thì Cyber Esports chỉ còn lại một mình Solo G mà thôi. Phát hiện được chiêu đối phương đó là hữu đạn ở đâu. Nhưng bây giờ thì quá khó dành cho Cyber Esports. Nhưng mà như đã đề cập thì góc đứng ở bên phía cánh trái là góc đứng lưỡng đầu thọ địch dành cho đội hình của team Set. Và Solo G không hội để sống sót. Top 7 là những gì mà Solo G có thể cố gắng và đặt chí quả nét trước khi nằm xuống của Solo G còn knock out được hữu đạt cơ. Nhưng sẽ không có ai được hưởng những cái lợi thế này bên phía đội hình của Cyber Esports mang lại. Áp lực quá lớn, Long Ca không đẩy được tới chỗ của hữu đạt. Nhưng không bao giờ có câu chuyện là cả hai đội tuyển sẽ cùng dắt tay nhau vào vòng bóng thứ 6 đâu. Đó là điều chắc chắn. MC4 đã knock out được Ninjaika, đó là tiếng pha mát rất đầm. Quả nết thậm chí nó bật nổ trên đầu Ninjaika rồi, phải suýt chút nữa đã cướp đi mạng của anh chàng này. Rất khó cho Ninjaika để có thể giữ được mạng trong pha này, nhưng Long Ca đang chủ động bắn ngược bên phía đội Phoenix Sòng Bùa để giữ cho người đồng đội một chút cơ hội sống sót. Sát thương là quá nhiều, Incon Cyber Esports cũng bắn đông lắm rồi, bây giờ là khoảng 3 đội đang va nhau. Destroy hạ vị trí Long Ca, MT4 firm Ninjaika và bên phía đội nhiều Esports còn lại cho mình một mình vị trí T1706 thôi. Thì tôi nói xong điều đó thì anh ta cũng đã phải nằm xuống top 6 dành cho Newhouse. Phoenix Sòng Bùa cũng bị nhắm, Inat người đi lẻ, không ai quan tâm tới anh chàng này và là quá nhiều cơ hội dành cho Inat. Nhưng điểm kill vẫn được cộng cho Long Ca. Nhưng vấn đề là phía điểm của họ đã phát hiện ra Inat ở đâu rồi, và bản thân những chú Phượng Hoàng này cũng sẽ cần phải tự cứu lẫn nhau, cần phải bình tĩnh táp đến từ MT4. Tuy nhiên thì không, đó không phải là MT4 mà đó lại là Tân Vũ. Một trận thi đấu mà giới Spamble họ đang được hưởng lợi trực tiếp bởi vòng bò, và họ đang là đội tuyển có cực kỳ nhiều cơ hội để có thể đem về cho mình thêm những điểm kill, đó là MT4 phải ngã xuống cũng như là cả GV Korea. Top 4 dành cho những chú Phượng Hoàng lửa. Unicorn Cyber Esports đã hoàn toàn chiếm được cái nửa trên của vòng bo rồi. Bây giờ họ chỉ cần chờ đợi kết quả tình huống giao tranh giữa bên phía đội TE cũng như Qbox thôi. Ôi. Một khiên gập được dựng ở phía bên trên khu vực tầng 2 rồi. Đức Hiếu tay anh ta đang cầm ốp. Không phải là một cái cự ly thuận lợi để cho khẩu ốp này có phát huy tối đa tác dụng. Tấn Vũ nó vào được box với quả nết chính xác rồi. Ipao tụt nửa cây. Điểm cũng dây cho Tấn Vũ. Súng đến từ bên phía đội TE Expandable là quá mạnh mọi người. Cuối cùng đến từ bên phía đội Qbox cũng đã bị phát hiện ra. Top 3 dành cho Qbox. Chênh lệch về mặt hỏa lực là quá rõ ràng. Hai khẩu Groza đều được lên tiếng. Và bây giờ thì đã là 10 điểm kill dành cho giới Spinable rồi. Tôi này ném nét quá đẹp từ bên phía đội TX Spinable. Tam tất nhóc qua được hữu đạt rồi. Cả quả lửa đó thì hữu đạt không thể sống được. Unicorn Cyber Esports chỉ còn lại một mình vị trí Destroy thôi. Anh ta đang cố gắng phản kháng, xấy pha mát tầm xa. Nhưng tổng cộng anh ta chỉ có khoảng 80 viên, 90 viên ở tại băng đạn thời điểm hiện tại thôi. Và đó là quá ít để cho vị trí Destroy có thể chống được 3 người. Anh ta phải bắt được những player chạy bò đến từ TE thì mới mở ra cơ hội giành chiến thắng dành cho Unicorn Cyber Esports. Có thể làm được, có thể làm được. Destroy ngay ta không được cho khẩu ốp của đối phương phát đi tăng dụng. Chỉ bắn yếu thôi chứ hạ gục. 61 sát thương được trả lại từ Đức Hiếu. Cực kỳ đau và top 1 dành cho bên phía đội TX Spinable. Họ chắc chắn là đội tuyển có cho mình top 1 cuối ngày hôm nay.